những dòng ca đã được bình chọn từ khi đến đến bây giờ sẽ là sân khấu và giao lưu với tất cả chúng ta những khoảnh khắc tuyệt vời tiếp theo. Và cho phép mời những người thực hiện chương trình một lần nữa truyền lời mời đến tất cả những khách mời của quốc gia và chúng ta, đặc biệt là bên nhân dân của gia đình chúng ta. Ở phía bên trong ta còn những thế bàn giấy ghế như thế này thì chúng ta đi sau đến một, hãy cùng nhau di chuyển vào phía bên trong để chúng ta ổn định, chúng ta cùng nâng lên những ly rượu mừng và đặc biệt chúng ta cùng chứng kiến chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật để chúc mừng ngày quốc trung đoàn của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Lời đầu tiên xin gửi đến quý vị trong số chúng ta ngày hôm nay một sức khỏe và chào đón chồng nhất. Chúc cho hai em Nguyễn Dũng và La Bán trong năm hạnh phúc. Chúc cho tất cả quý vị đây thật nhiều sức khỏe. Sau đây em xin gửi đến quý vị một liên khúc nhạc sôi động đã dưng mít đi. Thank you.
Một trong những liên tình khúc, một trong những khoảnh khắc tuyệt vời trong buổi trưa ngày hôm nay mà em gái Lý Lệ đã dành tặng cho tất cả chúng ta đang hiện diện tại đây, Lê Văn Tiên. Xin được cảm ơn giọng hát của em trong buổi trưa ngày hôm nay rất là nhiều.